Những thông tin chính yếu có trong 365 toàn cảnh. Cao điểm ra quân, Công an Hà Nội xử phạt hơn 7.000 ma men. Sân bay Côn Đảo sẽ hoàn thành sửa chữa vào năm 2024. Tiêu điểm trong nước, Phú Nữ Đà Nẵng biến rác thải thành phân hữu cơ. Truy đuổi mạng, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót, liệu có tiếp tay cho ăn xin lừa đảo. Trong phần tin thế giới, người Nga ra nước ngoài nhiều sau lệnh động viên của Tổng thống Putin. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 365 toàn cảnh thứ năm ngày 22 tháng 9. Thu Hiền rất vui khi được gặp lại và chia sẻ đến quý vị những thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta hãy cùng kết nối với Ngọc Mai từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm những vấn đề đáng chú ý tại khu vực này. Vâng, xin được chào quý vị khán giả và xin chào chị Thu Hiền từ điểm cầu Hà Nội. Trong 365 toàn cảnh hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh có những thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục và một dự án giao thông trọng điểm sắp tới. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin thông tin đến quý vị câu chuyện ứng xử khi lòng tốt bị lợi dụng trong 36 năm chuyển động mạng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Mai và chúng ta sẽ gặp lại chị sau ít phút nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng giữ nhịp cùng chúng tôi để theo dõi những thông tin đáng chú ý trong 36 năm toàn cảnh ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cùng một thông tin về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, sau 3 tháng cao điểm kiểm tra các hành vi vi phạm về an toàn giao thông thì lực lượng chức năng tại Hà Nội đã xử phạt hơn 76.000 trường hợp vi phạm. Đáng nói trong số này thì vẫn còn rất nhiều vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 85 tỷ đồng. Riêng vi phạm về nồng độ cồn là hơn 7.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng, tước hơn 4.000 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 7.000 phương tiện. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền đến hàng ngàn nhà hàng, các tụ điểm giải trí nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Được biết, kể từ ngày 20 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra trật tự giao thông trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng sẽ duy trì kết quả đạt được sau 3 tháng này, tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo trật tự giao thông, đảm bảo sự an toàn trong di chuyển cho người dân. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện đi lại bằng đường hàng không cho người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội, thì Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục sớm triển khai dự án mở rộng cảng hàng không Côn Đảo trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải cho biết Cục Hàng không Việt Nam được giao làm chủ đầu tư dự án và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không Côn Đảo, đồng thời cũng đang triển khai kêu gọi đầu tư đối với công trình kho xăng dầu hàng không. Song song với đó, đối với các công trình khu hàng không dân dụng như nhà ga, sân đỗ, v.v. hay dự án xây dựng đài kiểm soát không lưu, hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS, Bộ cũng đã giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan xây dựng phương án đề xuất, kế hoạch triển khai tổng thể phù hợp với từng hạng mục. Phấn đấu khởi công trong năm 2023 và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2024. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì thị trường heo hơi ghi nhận nhiều biến động, giá heo hơi liên tục đi xuống tại các địa phương. Từ thực tế này thì nhiều hộ chăn nuôi rơi vào trạng thái chóng mặt dẫn đến rẻ rặt với việc tái đàn. Hôm nay 22 tháng 9, theo Bộ Công Thương, tại khu vực miền Bắc giá heo hơi điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 5.000 đồng một ký và dao động trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng một ký. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi ngày hôm nay giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký và dao động trong khoảng từ 56.000 đến 62.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác ở một vài nơi trong khu vực và dao động trong khoảng từ 57.000 đến 64.000 đồng một ký. Việc giá heo hơi lên xuống thất thường đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhiều hộ chăn nuôi. Thêm vào đó, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai còn chỉ ra nhiều cái khó mà các hộ phải đối mặt như giá thức ăn chăn nuôi, giá con giống và các chi phí khác đều tăng cao, tỷ lệ đàn hao hụt do dịch bệnh vẫn lớn. Từ những yếu tố này đã khiến nhiều hộ chăn nuôi vẫn còn đang khá ngần ngại trong việc tái đàn dù đang bước vào mùa tiêu thụ lớn nhất năm là Tết Nguyên đán sắp tới. Thưa quý vị, với mục đích đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, hình thành thói quen, lối sống xanh thân thiện với môi trường, thời gian qua Phụ nữ Đà Nẵng đã tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng cho chị em hội viên có cơ hội để trau dồi kiến thức và thực hành mô hình ủ phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân
cùng tham gia bảo vệ môi trường tại khu dân cư, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố môi trường. Cách ủ phân bón từ rác nhà bếp có thể sử dụng hầu hết nguyên liệu là các phế phẩm, tận dụng mọi loại thức ăn thừa như cơm, rau củ, quả hư hỏng, vỏ trái cây, bã cà phê, bã chè để ủ phân. Khi thực hiện đúng kỹ thuật ủ và xử lý bằng phế phẩm sinh học, sau hơn 2 tháng sẽ thu được thành phẩm đúng, sẽ không bốc mùi hôi thối, vừa bảo vệ môi trường, vừa có lượng phân rất tốt cho cây trồng. Với cái giá phân bón hiện tại là rất là cao, rồi làm cho chi phí sản xuất của người dân tăng lên. Phân bón hóa học thì nó sẽ gây chai đất này và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thì việc mà áp dụng cái quá trình ủ để người dân tự sản xuất phân bón thì giảm chi phí 50%, đồng thời là tăng có quá trình bảo vệ môi trường cũng như là tăng chất lượng cho các sản phẩm đầu ra. Thay vì vứt bỏ rác thải sinh hoạt, rác nông nghiệp như trước đây thì giờ đây chị em có thể tận dụng rác để làm việc hữu ích. Với mô hình này, người dân có thể chủ động được nguồn phân hữu cơ thường xuyên để bón cho rau màu, nâng cao độ phì nhiêu của đất, tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Cô rất thích cái tập huấn về men vi sinh này và cô cũng làm vườn rất là nhiều mà cái nguồn phân rất là khó. Bây giờ là làm cái này rất là hay. Khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia vào cái công tác bảo vệ môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã có những cái mô hình rất là cụ thể. Bên cạnh đó là cũng có mở các lớp tập huấn về ủ phân vi sinh, tận dụng những cái phế phẩm, những cái phụ phẩm nhà bếp để tạo ra những cái sản phẩm không có độc hại. Điều này rất là thuận lợi cho chị em phụ nữ. Không chỉ riêng mô hình ủ phân sinh học từ rác sinh hoạt, mà trong tương lai sẽ còn rất nhiều mô hình xanh khác sẽ được lên ý tưởng và ươm mầm từ những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ hội viên phụ nữ. Đó là những hành động thiết thực của phụ nữ Đà Nẵng, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền công nghiệp tiết kiệm, an toàn và bền vững. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cùng với Ngọc Mai. Xin cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin đầy hữu ích vừa rồi. Và bây giờ thì mời quý vị cùng tôi đến với những thông tin đáng chú ý khác. Trước khi vào cụm tin thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị cùng đến với 365 chuyển động mạng. Thưa quý vị, lá lành đùm lá rách vốn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Thế nhưng khi những chiêu trò giả nghèo khổ để lừa đảo ngày càng tinh vi, thì liệu suy nghĩ thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót có phải là đang tiếp tay cho hành vi này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, mạng xã hội không ngừng chia sẻ hoàn cảnh của một người đàn ông xin mua suất cơm trắng với nước tương bằng tấm 10.000 đồng không nguyên vẹn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sự thật xấu xí ẩn chứa đằng sau câu chuyện xúc động này đã bị một nhóm mạnh thường quân vạch trần, khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng bịa ra những hoàn cảnh thương tâm để ăn xin hoặc kêu gọi quyên góp từ thiện. Và mỗi lần như thế thì lại khiến tình thương cho mỗi người mai một ít nhiều. Trong trường hợp mà mình gặp một cái tình huống mà người ta không trung thực khi mà mình làm thiện nguyện, thì thay vì là mình bỏ đi hay là mình gọi là phản kháng lại, thì mình cũng thường suy nghĩ đến một vấn đề, mình đặt một cái tâm huyết tình cảm của mình dành cho họ để mà làm sao cho họ thay đổi một phần cái suy nghĩ, để những cái lần tiếp theo khi mà những cái thấy những cái hành động thiện nguyện, người ta sẽ không có làm những cái điều sai trái nữa. Chính cái lừa đảo đó tuy là nó không phải là nó lớn lắm, mà nó thật sự là có nhiều người ta tổn thương lắm. Có gì tổn thương gì? Người ta tin mình á, ta tin mình, cái lòng tin người ta đặt sai chỗ á. Rồi có nhiều người người ta không muốn làm phước gì nữa hết á, thì người ta bị lừa gạt á. Giúp đỡ người yếu thế là việc tốt, nhưng khi sự giúp đỡ ấy không được rót đúng đối tượng lại là một sự lãng phí, và đôi lúc còn trở thành người tiếp tay cho tội ác. Mặc dù pháp luật cũng có những chế tài nghiêm ngặt, nhưng việc ngăn chặn hoàn toàn vấn nạn này vẫn là một chặng đường nhiều trục trặc. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó tôi cho rằng là có cái sự dạy dạ của người dân quan niệm rằng là thà mình cho như vậy đi, thà bị nhầm còn hơn là bỏ sót người nghèo, hoặc là do chúng ta suy nghĩ dạy dạ quá cho nên là chúng ta cho tiền họ mà không quan tâm cái việc là họ lừa đảo. Cái thứ hai là tôi thấy rằng việc những người này đi xin tiền các nơi công cộng công khai như vậy cũng không có sự xử lý kiểm tra gắt gao của các cơ quan chức năng. Tôi cho rằng là pháp luật được quy định các cái chế tài, chẳng hạn như khi anh có những cái thủ đoạn đó mà cái số tiền anh kiếm đoạt nó đủ đỉnh lượng để xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần khởi tố vụ án để điều tra, để xử lý nghiêm minh, để tạo tính răn đe đối với pháp luật. Đặc biệt là khi mạng xã hội phát triển, chỉ cần một người chia sẻ là thông tin lại lan rộng theo cấp số nhân.
bất kể câu chuyện kia là thật hay giả. Đánh vào sự khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động từ thiện trên không gian mạng, những chiêu trò lừa đảo này ngày một tinh vi hơn. Việc kiểm soát các cái thông tin bịa đặt hoặc là các cái thông tin sai sự thật hoặc các cái thông tin chỉ đúng một phần của sự thật trên không gian mạng là rất khó khăn. Các cái giải pháp công nghệ thì không thể hoàn toàn hỗ trợ để giải quyết được vấn đề đó. Thứ nhất là cái việc mà tuyên truyền cho người dân nắm bắt được các cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm trên không gian mạng, trong đó có các loại tội phạm lợi dụng từ thiện để kêu gọi trên mạng xã hội. Cái thứ hai là cần phải điều tra xác minh ngay khi các cái vụ việc nó xảy ra và xử lý nghiêm theo pháp luật và thông tin cho toàn bộ người dân biết về các cái phương thức thủ đoạn mới mà các loại tội phạm đã thực hiện. Thực tế, không thể trách những người mang suy nghĩ tha giúp nhầm còn hơn bỏ sót, bởi lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người. Và khi tình thương giữa con người với người cũng không thể mang ra cân đo đong đếm, thì có lẽ những biện pháp cứng rắn từ cơ quan chức năng trong thời gian tới sẽ phần nào hạn chế vấn nạn trục lợi đầy bất nhẫn thế này. Cùng chuyển sang cụm tin vắn đáng chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo tính kết nối giao thông trên địa bàn, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đầu tư hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân bằng nguồn vốn ngân sách. Theo tiến độ đề ra, trong năm 2022 này, thành phố sẽ lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Năm 2023 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và thanh toán các khoản chi phí đã thực hiện cho nhà đầu tư. Năm 2024, dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công hoàn tất công trình vào năm 2025. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, dự án đang gặp vướng mắc ở khâu chuyển đổi hình thức đầu tư từ dự án đối tác công tư sang hình thức đầu tư công vì điều này chưa từng có tiền lệ. Do đó, thời gian chuẩn bị dự án có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Được biết trước đó, vào năm 2016, cầu Tân Kỳ - Tân Quý bị sự cố không thể tiếp tục khai thác. Trong bối cảnh ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hạn hẹp, dự án xây mới cầu này được bổ sung vào dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc vào năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2018, nhà đầu tư đã dừng thi công, lúc dự án mới đạt 70%. Chuyển sang một thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng thiếu giáo viên để dạy các môn tích hợp là một trong những khó khăn nan giải mà ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đối diện khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới vào giảng dạy. Tuy nhiên, đến hết năm 2023, tình trạng này cơ bản sẽ được giải quyết. Liên quan đến tình trạng này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có hai cơ sở đại học có chức năng đào tạo giáo viên là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sài Gòn. Ngay khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thành phố cũng đã làm việc với hai đơn vị này để đào tạo giáo viên cho chương trình mới. Theo lộ trình đào tạo, nhóm sinh viên này sẽ tốt nghiệp vào năm 2023 và góp phần giảm tải tình trạng thiếu giáo viên các bộ môn của chương trình mới hiện nay. Còn về trước mắt, Sở cho biết đã chủ động bồi dưỡng cho giáo viên ở một số bộ môn mới, làm việc với một số đơn vị đào tạo bồi dưỡng giáo viên để có lộ trình bổ sung giáo viên đảm bảo công tác giảng dạy được diễn ra hiệu quả trên địa bàn. Vẫn là thông tin liên quan đến giáo dục. Nhằm hỗ trợ san sẻ cùng phụ huynh học sinh trong năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lên kế hoạch chi hơn 1.500 tỷ đồng bù học phí để mức thực đóng của phụ huynh năm nay không tăng so với năm trước. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố dự thảo về việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập. Mức hỗ trợ là phần chênh lệch giữa học phí năm 2022 với năm 2021. Trong đó, nhóm 1 gồm thành phố Thủ Đức và các quận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 2 là 5 huyện còn lại gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Nếu áp dụng mức bù mới này, học phí bậc nhà trẻ, mẫu giáo ở nhóm 2 không tăng so với năm 2021, với nhóm 1 tăng 1,5 đến 1,9 lần. Tại bậc phổ thông, trung học cơ sở tăng 5 lần, còn lại 2-3 lần. Đề xuất này được đưa ra sau khi Sở đánh giá mức chênh lệch, sự tác động tới đời sống của người dân sau khi dự thảo quy định khung học phí năm học 2022-2023 được công bố. Sau đây mời quý vị cùng kết nối lại với chị Thu Hiền để đến với cụm tin thế giới đáng chú ý. Những thông tin chính yếu tiếp theo, Mỹ-Nhật tái khẳng định tính bền chặt của liên minh. Sau động thái của Fed, Philippines nói sẽ cố hết sức để kiềm chế lạm phát. Tiêu điểm thế giới, người tị nạn ở Pakistan chật vật trong cơn mưa lũ. Cuộc đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời đầy thú vị ở Nam Phi. Trong phần thể thao, Cristiano Ronaldo muốn tham dự Euro 2024 ở tuổi 39. Trong phần y tế thế giới,
sốt rét và nhiều dịch bệnh khác đang lây lan mạnh tại nhiều vùng lũ ở Pakistan. Và sau cùng là chuyên mục thời tiết bốn mùa. Xin được chuyển sang các thông tin thế giới. Thưa quý vị, vào hôm qua 21 tháng 9, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh động viên triệu tập thêm 300.000 quân. Ngay sau động thái này, thì hầu hết các chuyến bay rời Nga đã nhanh chóng hết vé chỉ trong vài giờ. Dữ liệu Google Trends vào cùng ngày cho thấy tỷ lệ tìm kiếm vé máy bay rời Nga đã tăng gấp 100 lần trong buổi sáng. Aviasales, trang web mua vé máy bay phổ biến ở Nga cho biết các chuyến bay từ Moscow đến những điểm cho phép người Nga nhập cảnh không cần thị thực là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và Erevan của Armenia đã bán hết vé chỉ trong vài phút sau lệnh động viên của ông Putin. Vài giờ kế tiếp, các chuyến bay thẳng từ Moscow tới Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan cũng lần lượt hết chỗ. Một số trạng bay quá cảnh như Moscow đến Tbilisi của Georgia cũng tương tự. Theo ghi nhận, giá vé máy bay rời khỏi Nga đã tăng cao ngất ngường. Cụ thể, vé rẻ nhất cho chuyến từ thủ đô Nga đến Dubai có giá hơn 300.000 rúp, tương đương với 4.800 đô Mỹ, gấp 5 lần thu nhập trung bình hàng tháng ở Nga. Trong khi đó, vé một chiều đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng 70.000 rúp, tương đương 1.150 đô la Mỹ, tăng 1/3 so với một tuần trước. Theo The Guardian, việc ông Putin lần đầu ban bố lệnh động viên ở Nga kể từ sau Thế chiến thứ hai đã làm lên nỗi lo rằng công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ sẽ không được phép rời khỏi đất nước. Trong bài phát biểu vào hôm 21 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này dự kiến huy động 300.000 quân dự bị, tương đương 1,1% tiềm lực tổng động viên của đất nước. Theo ông Shoigu, lệnh động viên lần này được áp dụng với những người có kinh nghiệm trong quân ngũ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa có cuộc gặp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cả hai cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật, xem đây là hòn đá tảng trong duy trì an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Tại cuộc gặp ở New York, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận hàng loạt vấn đề song phương lẫn đa phương cùng quan tâm. Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao sự hợp tác của Mỹ trong hơn 70 năm qua, mong muốn Liên minh sẽ tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc, nhất là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với các tình huống khó lường. Đáp lại, Tổng thống Mỹ cho rằng Nhật Bản là đồng minh lớn nhất của Washington, đóng vai trò trọng tâm trong các chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Á cũng như trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng thể hiện chung quan điểm trong nhiều vấn đề như xung đột ở Ukraine, sự nổi lên của Trung Quốc hay các thách thức từ Triều Tiên. Về khía cạnh kinh tế, cả hai cam kết hợp tác trong những lĩnh vực nổi cộm trước mắt như cung cấp chip và chất bán dẫn hay nối lại các chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, truyền thông Hồng Kông đưa tin ông Paul Chan, Bộ trưởng Tài chính của đặc khu, mới đây cho biết rằng thành phố đang ngày càng tiến gần hơn đến suy thoái trong năm 2022 bởi tăng trưởng GDP chưa thể dương do nhiều yếu tố như phòng chống COVID-19 hay lạm phát cao. Ông Paul Chan nói với báo chí rằng khả năng rất lớn GDP tổng thể của Hồng Kông sẽ âm trong năm 2022. Thời gian qua, để đối phó với lạm phát, thành phố đã phải tăng lãi suất liên tục với tốc độ chưa từng thấy trong hơn 30 năm qua. Xét về mặt kỹ thuật, Hồng Kông đã chính thức rơi vào suy thoái do hai quý liên tục tăng trưởng âm. Ngoài ra, ông Chan cũng thông báo thâm hụt ngân sách của Hồng Kông năm 2022 có thể cán mốc 18 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đây là con số không cao, nhưng cũng rất đáng lưu ý. Được biết, sau khi Fed tăng lãi suất vào ngày 21 tháng 9, đồng đô la Hồng Kông có dấu hiệu tiếp tục sụt giảm giá trị. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều tiền hơn để nhập khẩu, khiến tình hình lạm phát sẽ thêm phần phức tạp. Truyền thông Philippines đưa tin Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nước này là ông Felipe Medela mới đây đã cho biết họ sẽ làm mọi cách để kiềm chế lạm phát và đưa giá cả tiêu dùng vào tầm kiểm soát, nhất là sau động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mới đây. Theo một số chuyên gia, để đối phó với lạm phát, rất có thể Ngân hàng Trung ương Philippines sẽ tăng lãi suất trong những ngày tới, có thể từ 0,5 đến 0,7%. Từ đầu năm đến nay, lạm phát trung bình mỗi tháng của Philippines là 4,9%, riêng trong tháng 8, con số này là gần 8%. Sau động thái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, đồng peso của Philippines ngay lập tức đã giảm giá trị. Điều này được dự báo lạm phát sẽ ngày càng phức tạp. Đồng peso hạ giá, các doanh nghiệp Philippines sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để nhập khẩu từ bên ngoài, gây thêm áp lực lên giá cả bán trong nước. Trong một thông báo khác, Ngân hàng Trung ương Philippines thông tin họ sẽ họp với Bộ Tài chính và một số cơ quan chính phủ khác trong những ngày tới để tìm giải pháp tháo gỡ tình hình.
Thực vị cơn mưa lũ hiện nay ở Pakistan không chỉ những vùng nằm trong tầm ảnh hưởng bị thiệt hại, những người nằm ngoài phạm vi cũng đang lao đao không kém. Khu vực Sewan của tỉnh Sindh, nơi đang có nhiều trại tị nạn dành cho các nạn nhân thiên tai, có lẽ chứng kiến điều này rõ hơn ai hết. Trong một trại tị nạn ở khu vực Sewan, hàng dài những người đói khổ cầm nồi chảo để đợi phát cơm là cảnh tượng quen thuộc trong thời gian gần đây. Phần lớn trong số họ là nạn nhân của cơn lũ, được mang tới nơi an toàn để sinh sống. Họ nhận được sự hỗ trợ lương thực, thuốc men của một số tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Khi chúng tôi tới đây, rất nhiều thiếu thốn, không có thức ăn, nước sạch và nhu yếu phẩm. Đã qua 4 năm ngày rồi, giờ chúng tôi được sự giúp đỡ của một số tổ chức phi chính phủ, nhưng họ cũng có giới hạn. Mỗi ngày chỉ cung cấp đồ ăn cho chúng tôi một lần thôi, đó là tất cả. Chúng tôi không đủ lo cho mấy đứa trẻ. Vấn đề lớn nhất là lương thực, họ đưa cho chúng tôi khoảng 1 kg cơm chín mỗi buổi sáng. Gia đình của chúng tôi khá đông người, không thể đủ cho mọi người trong một ngày được. Đôi khi thức ăn cũng khá cay, rất khó để nuốt trôi, nhưng trong hoàn cảnh này chúng tôi phải cố gắng. Về phía các nhân viên cứu trợ, hiện tại trong cơn khủng hoảng này với rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Chúng tôi đang cung cấp lương thực và khẩu phần ăn tới những người phải di dời chỗ ở vì lũ. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Chúng tôi cung cấp cho họ tất cả những gì mình có thể, như lương thực, nước sạch hay trái cây. Kính thưa quý vị, cuộc đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời có tên là Sasol diễn ra 2 năm một lần ở Nam Phi đã quay trở lại vào tuần trước sau thời gian bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Hãy cùng chúng tôi theo dõi màn tranh tài thú vị này ngay sau đây. Cuộc thi Sasol năm nay quy tụ các nhóm kỹ sư tài năng trên khắp thế giới. Mỗi đội thi sẽ dùng chiếc xe mà họ nghiên cứu và chế tạo để chạy qua các con đường từ Johannesburg đến Cape Town. Chiếc xe nào sở hữu thành tích tốt nhất về quãng đường chạy sẽ giành chiến thắng. Giữa bối cảnh đặc biệt hiện nay khi thị trường nhiên liệu biến động không ngừng, cuộc thi này mang ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời, cũng như thu hút sự quan tâm nhiều hơn của công chúng đến các phương tiện dùng nhiên liệu không gây hại cho môi trường. Sau những màn thi gay cấn, ngôi vị cao nhất đã gọi tên đội năng lượng mặt trời Brno từ Đại học Delft ở Hà Lan với quãng đường 4.200 km. Đây là lần thứ 4 liên tiếp họ giành chiến thắng ở cuộc đua này. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 21 tháng 9, thì siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã được vinh danh tại Gala Canastiro ở Bồ Đào Nha với tư cách là cầu thủ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại cấp độ tuyển quốc gia với 117 bàn thắng. Đứng trên bục nhận giải thì Cristiano Ronaldo đã phát biểu: "Thật khó có thể tưởng tượng để trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở cấp độ đội tuyển. Đây là hành trình dài nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nó vẫn chưa kết thúc." Cựu sao Juventus khẳng định bản thân vẫn giữ nguyên động lực và tham vọng chinh phục đỉnh cao trong nhiều năm tới. Anh ca ngợi tuyển Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ triển vọng. Anh nhấn mạnh, tôi muốn có mặt ở World Cup 2022 và cả Euro 2024. Euro 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Thời điểm đó, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 39 nếu tham gia cùng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo khi ấy chưa thể phá kỷ lục là cầu thủ lớn nhất xuất hiện tại một kỳ Euro. Thủ thành Hungary Gabor Király đang nắm giữ kỷ lục này với 40 tuổi và 86 ngày. Rạng sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ Hà Nội, tờ Edmundo của Tây Ban Nha chia sẻ những đoạn email có liên quan đến cuộc đàm phán gia hạn giữa Messi và Barca vào năm 2020. Đáng chú ý, Edmundo tiết lộ 9 yêu cầu mà Messi muốn đội chủ nhà sân Nou Camp phải đáp ứng. Phía Messi vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau khi bị tờ Edmundo làm rò rỉ những thông tin trong cuộc đàm phán hồi năm 2020. Siêu sao người Argentina đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Honduras ngày 24 tháng 9 và Jamaica ngày 28 tháng 9. Trong khi đó, câu lạc bộ Barcelona nổi giận khi những thông tin mật liên quan đến hợp đồng của Messi bị lộ, cho nên một thông điệp của ban lãnh đạo được đăng tải trên trang chủ của câu lạc bộ có nội dung: với mục đích bảo vệ quyền lợi của Barcelona, bộ phận pháp chế của câu lạc bộ đang nghiên cứu các hành động pháp lý cần phải thực hiện. Trong trận đấu giao hữu tối hôm qua với đội tuyển Singapore, với lần đầu tiên được thi đấu, các cầu thủ trẻ nước nhà đã lần lượt tỏa sáng, góp công vào chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore. Nhâm Mạnh Dũng là trung phong trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, dù không ghi bàn trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng Nhâm Mạnh Dũng vẫn có không ít cơ hội nguy hiểm đe dọa khung thành của thủ môn Hassan Sani. Cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Thành Nhân đã có một ngày thi đấu bùng nổ. 5 phút sau khi vào sân, anh đã tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.
và có được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Được vào sân ở phút thứ 76, tiền vệ Khuất Văn Khang cũng đã có một ngày thi đấu năng nổ trước khi tận dụng sơ hở của hậu vệ đội trưởng bên phía Singapore ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Ngoài những nhân tố nổi bật trên, còn rất nhiều cầu thủ trẻ khác hứa hẹn sẽ là tương lai tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Cùng chuyển sang cụm tin về y tế, thưa quý vị, như thời gian qua, Bộ Y tế đã có những cập nhật liên quan đến công tác chữa trị dịch sốt xuất huyết và nêu rõ về tình trạng thiếu dịch chuyển điều trị cho các trường hợp chuyển nặng. Và đến nay, sau một thời gian đốc thúc tìm nguồn quyết liệt, thì nước ta đã nhập khẩu được 1.500 túi dịch chuyển Dextran. Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, sau một thời gian chủ động liên hệ với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Thái Lan và nhận được hỗ trợ, nước ta đã nhập khẩu được 1.500 túi dịch chuyển Dextran và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để đáp ứng nhu cầu điều trị. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin một đơn vị khác đã tìm được một nguồn cung ứng dịch chuyển Dextran khác từ Pháp có thể cung ứng cho thị trường Việt Nam. Trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh có nhu cầu thì chủ động liên hệ với công ty để được cung ứng thuốc. Được biết, để điều trị sốt xuất huyết dengue, dung dịch cao phân tử được điều trị trong các trường hợp sốc chuyển nặng bao gồm có Dextran 40, Dextran 70, Hydroxyethin Stat 6%, 200.000 Dalton. Hiện các dịch chuyển này không có sản phẩm nào có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam nên phải phụ thuộc vào hình thức nhập khẩu và chỉ có một cơ sở sản xuất ở Thái Lan cung ứng cho nước ta. Do đó, để kịp thời cung cấp thuốc chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng. Kính thưa quý vị, ở Pakistan, lũ lụt không chỉ đang khiến người dân quốc gia Nam Á này rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm, mà họ còn phải đối mặt với hàng loạt dịch bệnh, bao gồm sốt rét và các bệnh khác như nhiễm trùng da, đau mắt, tiêu chảy, thương hàn và sốt xuất huyết. Vào đầu tháng 9, đợt gió mùa lịch sử có cường độ cao đã gây mưa lớn gấp 3 lần mức trung bình, kết hợp với băng tan từ vùng núi phía Bắc đã tạo nên trận đại hồng thủy, nhấn chìm 1/3 lãnh thổ Pakistan, ảnh hưởng đến 33 triệu người, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng với ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Reuters cho biết sẽ phải mất từ 2 đến 6 tháng nước lũ mới rút. Việc nguồn nước bị ô nhiễm đã trở thành nhân tố hoàn hảo giúp nhiều dịch bệnh lan rộng. Đáng chú ý là tại các tỉnh phía nam của Pakistan. Trong thông báo vào hôm 21 tháng 9, các nhà chức trách quốc gia Nam Á cho biết số trường hợp tử vong vì sốt rét và các bệnh khác tại vùng lũ lụt ở nước này đã tăng lên 324. Chỉ riêng sốt rét, thêm 44.000 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trong tuần này. Ông Noor Ahmed Khan là Tổng Giám đốc Dịch vụ Y tế của tỉnh Tây Nam Balochistan cho biết: "Chúng tôi cần thêm thuốc men và dịch vụ y tế để hỗ trợ lượng lớn bệnh nhân sốt rét hàng ngày. Các nhà chức trách địa phương hiện cũng đang kêu gọi thêm nguồn cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình phải di rời, những người đang tiếp xúc với muỗi và các mối nguy hiểm khác, chẳng hạn như rắn." Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin dự báo thời tiết cùng Nhi Lê. Chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Thời tiết bốn mùa. Thưa quý vị, thì theo dự báo miền Bắc của nước ta sẽ tiếp tục có những cơn mưa ngắt quãng. Riêng khu vực đồng bằng thì có thể có mưa với lượng mưa trên 50mm. Có mưa nên là ngày mai miền Bắc sẽ giảm nhiệt. Buổi sáng thì mát mẻ, còn buổi trưa ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thì nhiệt độ sẽ không quá 32 độ C. Và tại khu vực miền Trung thì mưa có xu hướng tăng lên, không chỉ xảy ra bất chợt trong ngày ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mà từ chiều mai thì vùng có thể mở rộng xuống đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa thì sẽ phổ biến từ 40-70mm, có thể gây ngập úng cục bộ ở các nơi trũng thấp hay là sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Thưa quý vị, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng cũng sẽ xuất hiện từ sáng cho đến trưa. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột thì cao nhất từ khoảng 27 đến 29 độ C. Xuống tới thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thì nền nhiệt có thể nhỉnh hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ C. Còn về chiều và tối thì sẽ tiếp tục có mưa ở nhiều tỉnh thành của hai khu vực này. Cảnh báo thì mưa to lên đến 50mm tập trung ở miền Đông Nam Bộ, dễ gây ra ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Bên cạnh đó thì sạt lở đất và lũ quét cũng có thể xảy ra ở các vùng núi. Người dân thì cần cảnh giác. Và thưa quý vị, thì sắp tới đây, nhân dịp lễ hội của những người dân tộc thiểu số tại Tri Tôn, An Giang, nên là Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn phối hợp với Liên đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn dù lượn bay giữa mùa lễ hội năm 2022. Chương trình diễn ra tại khu thể thao huyện Tri Tôn trong 2 ngày là 24 và 25 tháng 9. Bên cạnh bay biểu diễn thì còn có các hoạt động giao lưu với phi công và khán giả.
chương trình văn nghệ truyền thống, triển lãm hình ảnh lịch sử cách mạng Tri Tôn và các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, tổ chức các trò chơi nhân gian và có các giải thưởng hấp dẫn. Nếu du khách có dự định đi đến An Giang vào thời gian này thì hãy ghé đến lễ hội và trải nghiệm thử nhé. Và bây giờ là bản nền nhiệt độ của một số tỉnh thành trên cả nước. Và đến đây thì thời lượng của 365 toàn cảnh cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.